Chỉ nào khi về đến ngăn căn nhà màu tím, biết anh đang trầu vào mộng chưa tỏ lối, bên mưa đang chờ đợi, chưa thấy ai gợi ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống riêng ngậm ngùi. Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu đến các bác một cái bộ combo giá rẻ các bác nhé. Một bộ combo mà giá dưới 10 triệu. Và bộ combo này thì nó sẽ gồm có 3 sản phẩm. Đó chính là một đôi 3G Audio F10 hàng bãi, hàng chính hãng các bác nhé. Đấy, hàng bãi, hàng chính hãng. Và một chiếc em đã tháo ra đây rồi. Đấy. Nó có 2 chép và 1 bát. Và cái đôi loa này thì bên em đang bán với giá là 2.800.000. Các bác có thể mua cả bộ combo hoặc là các bác có thể mua lẻ nhé. Các bác mua cả bộ combo thì bên em sẽ tặng một chiếc mic Subox SM3000. Đấy. Còn tay mic Subox đấy thì trị giá là 950.000 nhé. Đấy, em xin nhấn mạnh lại là các bác lấy cả bộ combo thì bên em sẽ tặng kèm mic dây và mic dây cao cấp Subox SM3000 có trị giá là 950.000. Đấy là sản phẩm thứ nhất nhé, đó là loa nhé. Và thứ hai là cái máy nâng tiếng Idol IP 100. Đấy, thì cái Idol IP 100 này thì bên em đang để cho các bác giá là 1.600.000. Đấy, đang để cho các bác giá là 1.600.000. Một triệu sáu với lại 2.800.000 và cái con đẩy liền vang, con đẩy liền vang VK4000 này thì em để cho quý vị và các bác giá là 4.000.000. Đấy, và tổng của nó mới chỉ có 8.400.000. 8.400.000 đã có phí vận chuyển các bác nhé, và tặng kèm mic dây nữa. Đấy, xin nhấn mạnh lại là bộ karaoke này có giá là 8.400.000 và được tặng kèm một mic dây nữa. Vâng, đây chính là chiếc đẩy liền vang. Chiếc vang liền đẩy, đẩy liền vang. Chiếc đẩy liền vang này nó là VK4000 và con này nó các bác đánh được 2 cặp nhé. Nếu mà nhà bác nào mà muốn thêm trợ lời nữa thì các bác có thể đánh được thêm với lại những đôi loa trợ lời hoặc là những đôi chép hoặc là những đôi loa mà các bác thích. Đấy, vì nó có 4 cổng ra, tức là 4 đường ra, các bác có thể đánh được 2 cặp loa. Đấy. Và đây như quý vị và các bác có thể thấy, đây là chỉnh effect, chỉnh mic và chỉnh nhạc. Và toàn bộ cái hệ thống bên dưới này thì là chỉnh nhạc này, chỉnh mic này, chỉnh nhạc và chỉnh to nhỏ của mic, bass, chép và đây là cân bằng loa. Còn đây là chúng ta chỉnh echo, phần delay và repeat. Còn đây là chúng ta chỉnh mic, bass, chung, chép. Đấy. Và cái con đẩy liền vang này hát rất là hay các bác nhá, hát cực kỳ là hay luôn. Xíu nữa em sẽ hát thử cho quý vị và các bác cùng nghe. À, những cái bác nào mà muốn lấy thêm con trầm nữa thì đây, con trầm bô đây nhá. Con trầm bô đây thì giá 2.500.000 nữa. Giá 2.500.000 nữa thì nó mới có 10.000.000 thôi. Đấy, con này các bác cộng thêm 2.500.000 nữa. 2.500.000 nữa là 10.900.000. Đấy, nó mới rơi vào 10.900.000 thôi.
Vâng, một cái bộ karaoke rất là rẻ và rất là hay. Bộ karaoke này thì xíu nữa em sẽ test thử một bài hát cho quý vị và các bác nhé. Đấy. Loa 3G audio F10 và bass của nó là bass 25 các bác nhé. Bass 25 thì tiếng con này rất là hay. Chúng ta hát bolero hoặc là chúng ta nghe nhạc thì quá là hay rồi. Bây giờ em xin phép các bác em kẹp điện thoại lên và em sẽ hát thử một bài cho quý vị và các bác cùng nghe nhé. Em hát nửa bài thôi. Vâng, em không hề mở trầm nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy con nâng tiếng của em không mở trầm nhé. Em hát thử cái bài căn nhà màu tím đây xem. Em thấy là hát cái đôi loa này nó rất là hay, tiếng nó rất là trong trẻo luôn, tiếng bass nó sâu và tiếng thép nó nảy tanh tách luôn, và hát rất là sướng. Còn con vang liền đẩy này thì hát tiếng mic nó rất là nhẹ và chống hú dít của chống hú dít mic của nó cũng cực kỳ là tốt. Chiều nhìn qua đầu ngõ dần dần niềm thương nhớ Giáng sinh xinh một người. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm là quen em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biển thì gót liễu mong manh làm sao bước sang hành. Anh chỉ đi em ngại gió này dầm xuống mưa hè. Chiều nào khi về đến ngăn căn nhà màu tím biết anh đang trùng vào mộng chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ đợi, chưa thấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống riêng ngậm ngùi, hạt rơi luôn hoa cười. Ai chẳng mơ gặp bên đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương tàn thương, thương đôi môi đầy sông, thương kia mong sao và sông tuổi ngọc xuân xoan đến ngà uốn trăng cho tình em cao vút trường sơn. Dặn dò thêm lần cuối sánh trao cho bầy em lưu bút ghi bài ưa quen. Ngày lành hắm sáu 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt ban đầu.
Vâng, và đây chính là cái bộ karaoke mà giá của nó chỉ có 8.400.000 các bác nhé, 8.400.000. Và bên em sẽ tặng kèm thêm chiếc mic Super SM3000 các bác nhé, trị giá là 950.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.